Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: Có đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi. Tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Phần tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazareth xứ Galilea đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giô-đan. Khi vừa lên khỏi nước, người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình, và có tiếng từ trời: Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu như chúng ta lần dở Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta sẽ thấy biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa được cả ba thánh sử của Tin Mừng Nhất Lãm là Thánh Matthew, Thánh Marco và Thánh Luca thuật lại. Và Thánh Gioan cũng nhắc lại, và ngay cả trong sách Tông Đồ Công Vụ mà chúng ta nghe ở bài đọc 1 cũng nhắc lại cái sự việc này. Điều đó cho mỗi người chúng ta thấy rằng biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa nó là một cái biến cố quan trọng ở trong cái cuộc đời trần thế của Đức Giêsu. Có thể nói biến cố này nó là một cái bước ngoặt, là một cái dấu ấn trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Cái dấu ấn này hay là cái bước ngoặt này, nó khép lại những năm tháng Chúa Giêsu sống ẩn dật ở gia đình Nazareth, để rồi chính thức khai mở sứ vụ đời sống, sứ vụ công khai. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa có thể xem nó như là một cái sự tỏ mình lần thứ hai của Đức Giêsu. Chúng ta nhớ lại, lần thứ nhất Đức Giêsu con Thiên Chúa tỏ mình trong một cái thân phận là một hài nhi bé nhỏ. Và khi đó thì có các thiên thần ca vang vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Có các mục đồng tìm đến để thờ lạy hài nhi Giêsu, và có ánh sao lạ dẫn đường cho ba nhà đạo sĩ Đông Phương tìm đến để chiều bái người. Và ngày hôm nay, lần thứ hai Đức Giêsu tỏ mình cho đám đông dân chúng, cho dân Israel. Chúng ta thấy Chúa Giêsu tỏ mình trong một vóc dáng của một chàng thanh niên trưởng thành, một chàng thanh niên đầy tràn sức sống, và đặc biệt là một chàng thanh niên đầy tràn Thánh Thần. Chúng ta thấy Thánh Marco trong trang Tin Mừng ngày hôm nay tường thuật lại cho chúng ta cái diễn tiến, cái sự việc xảy ra. Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, vừa lên khỏi nước, người thấy các tầng trời xé ra và thấy Thánh Thần tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Thánh giáo phụ Gregorio là giám mục tiến sĩ hội thánh giải thích cái ý nghĩa cho chúng ta về cái diễn tiến của cái sự việc này. Cái hình ảnh Đức Giêsu từ dưới nước Ngài đi lên, cái hình ảnh đó diễn tả Ngài nâng cao cả nhân loại, cả thế gian, tất cả những con người tội lỗi lên cùng với Ngài.
Và Đức Giêsu thấy trời xé ra, thấy trời mở ra. Tại sao Thánh Marco lại ghi nhận cái hình ảnh này? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta nhớ lại. Khi xưa, khi bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng và bị lưỡi gươm của lửa cấm cắt, chính Adam khi xưa đã đóng cửa trời lại, đã không cho chính ông và không cho con cháu của các ông được vào. Và ngày hôm nay chúng ta thấy nơi Đức Giêsu, cửa trời, các tầng trời được xé ra, được mở ra để cho con người được hiệp thông với Thiên Chúa. Và tiếp đến chúng ta thấy Thánh Thần tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình Đức Giêsu. Thánh Thần ngự xuống trên người Đức Giêsu để chứng nhận thần tính nơi bản thân, nơi con người của Đức Giêsu. Và chúng ta nhớ lại một cái điển tích khi chúng ta đọc lại sách Cựu Ước. Khi mà chim bồ câu xuất hiện vào thời ông Noe thì báo hiệu lụt đại hồng thủy chấm dứt. Giờ đây một lần nữa Thánh Thần tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình Đức Giêsu, báo hiệu đấng cứu thế đã xuất hiện, sự sống mới đã bắt đầu. Và tiếp đến chúng ta thấy lại có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha. Lời này là lời của chính Thiên Chúa là cha, chứng nhận Đức Giêsu thực sự là con Thiên Chúa, là đấng được Thiên Chúa sai đến, là đấng từ trời mà đến. Qua cái lời chứng nhận này của Chúa Cha, Chúa Cha như muốn mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy noi gương Đức Giêsu là cái mẫu gương hoàn hảo để mỗi người chúng ta trở nên những người con yêu dấu của Thiên Chúa, trở nên những người con đẹp lòng Thiên Chúa và Thiên Chúa hài lòng về mỗi người chúng ta. Nếu như mỗi người chúng ta muốn trở thành những người con yêu dấu của Thiên Chúa, không có cách nào tốt hơn, đẹp hơn, đó là chúng ta hãy noi gương chính Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tiếp đến chúng ta tìm hiểu về cái ý nghĩa phép rửa bởi Gioan. Chúng ta biết ông Gioan, ông đến, ông làm phép rửa chỉ với một cái mục đích thôi, là cái mục đích để cho Đức Giêsu được tỏ mình ra. Chúng ta sẽ đọc thấy điều này ở nơi Tin Mừng Thánh Gioan, khi mà ông nói, Gioan Tẩy Giả nói: tôi đến làm phép rửa để cho người được tỏ ra cho dân Israel. Và cái phép rửa bởi Gioan, cái phép rửa này nó chỉ khơi gợi, nó chỉ nhắc nhở dân chúng sám hối để quay trở về với Thiên Chúa. Nói một cách khác, phép rửa bởi Gioan mới chỉ là hình bóng của phép rửa mà do chính Đức Giêsu sau này Ngài sẽ thực hiện. Khi giới thiệu về Đức Giêsu, chính Gioan đã tuyên bố rằng: tôi chỉ làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng còn người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, phép rửa của Chúa Giêsu là phép rửa bởi nước và Thánh Thần, là phép rửa của ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta thấy có sự hiện diện đầy đủ của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và chính phép rửa bởi Đức Giêsu mới là phép rửa có cái hiệu quả, hay là mang lại cái hiệu quả là ơn tha thứ, là ơn tha tội cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái phép rửa này đã được chính Đức Giêsu trả giá bằng cái giá máu của mình ở trên thập giá. Hay nói một cách khác, thực sự ra chính cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu mới là một phép rửa thực sự, một phép rửa hoàn hảo, một phép rửa đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Và thật vậy, chúng ta thấy chẳng có cái thứ nước nào ở trần thế lại có thể gột rửa tẩy sạch mọi tội lỗi của con người chúng ta nếu như đó không phải là nước và máu từ chính cặn sườn của Đức Giêsu đã hiến thân vì nhân loại,
hiến thân để đền tội thay cho mỗi người chúng ta. Chỉ có nước và máu từ cặn sườn của Chúa Giêsu, từ cái trái tim, từ cái lòng thương xót của Thiên Chúa mới có thể gột rửa tẩy sạch tội lỗi của nhân loại, của mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Điều này muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta về cái bí tích rửa tội mà mỗi người chúng ta đã lãnh nhận. Nói đến đây, xin phép hỏi quý ông bà anh chị em, ở đây có những ai nhớ mình được rửa tội ngày nào? Có ai nhớ không? Có lẽ là cái ngày sinh nhật của mỗi người chúng ta nhớ rồi. Điều đấy tốt, bình thường thôi, ai cũng nhớ cả. Nhưng con thiết nghĩ cái ngày mà mỗi người chúng ta được rửa tội, đó là cái ngày mà mỗi người chúng ta được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, để mỗi người chúng ta chính thức được trở nên những người con của Thiên Chúa. Thiết nghĩ cái ngày ấy ý nghĩa hơn nhiều dưới cái nhìn đức tin. Cái ngày ấy cũng là cái ngày mà mỗi người chúng ta cần nhớ. Chúng ta cần nhớ không phải để chúng ta tặng quà, để chúng ta chúc mừng nhau, cho bằng chúng ta cần nhớ để rồi mỗi người chúng ta biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Chính cái ngày đó là cái ngày mà Chúa đã sinh ra con, để con được làm con Chúa. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay về mở lại sổ rửa tội, xem mình được rửa tội ngày nào. Ngày nào là cái ngày mình chính thức được gọi là con cái của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái hồng ân đức tin mà mỗi người chúng ta được lãnh nhận là cái hồng ân làm cho chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu chịu phép rửa, chúng ta được học nơi Đức Giêsu về cái sự tự khiêm tự hạ. Chúng ta thấy Ngài là con Thiên Chúa, Ngài là đấng hoàn toàn vô tội, ấy vậy mà Ngài vẫn đứng xếp hàng cùng với các hối nhân để lãnh nhận phép rửa, như để làm gương sáng cho tất cả mọi người. Đức Giêsu làm điều đó là bởi vì Ngài muốn vâng phục tất cả những điều mà thánh ý Chúa Cha muốn Ngài thực hiện. Đó là cái điều mà mỗi người chúng ta cần học hỏi nơi Đức Giêsu. Và qua cái bí tích rửa tội mà mỗi người chúng ta được lãnh nhận, chúng ta được thông phần vào cái sự thánh thiện của Đức Giêsu. Chính Ngài qua cái công cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, Ngài đã tẩy rửa tội lỗi của mỗi người chúng ta, để cho mỗi người chúng ta được thông phần vào cái bản tính của Thiên Chúa, là cái bản tính thánh thiện. Và bên cạnh đó, mỗi người chúng ta cũng được thông dự vào, được mời gọi cộng tác vào cái sứ mạng của Đức Giêsu, một cái sứ mạng là ánh sáng cho muôn dân, một cái sứ mạng là ánh sáng của Thiên Chúa ở giữa thế gian này. Chính vì thế, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại cái hồng ân đức tin mà mỗi người chúng ta đã được lãnh nhận, xem, thử hỏi xem, tôi có hãnh diện, tôi có cảm thấy vui vì tôi được là con của Thiên Chúa hay không? Và nếu như niềm vui mà mỗi người chúng ta được lãnh nhận là cái niềm vui được ở cùng Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa, được thông phần cái gia sản mà chính Chúa đã dọn sẵn cho mỗi người chúng ta, thì mỗi người chúng ta cũng được mời gọi chu toàn cái bổn phận trách nhiệm làm con, là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Chúng ta cái chu toàn bổn phận đức tin ngay trong cái cuộc sống thường ngày của mỗi người chúng ta. Chúng ta chu toàn cái bổn phận là con cái của Thiên Chúa ngay trong cái bổn phận làm chồng, ngay trong cái bổn phận làm vợ, bổn phận làm cha mẹ, hay là bổn phận làm con cái. Trong mọi hoạt động, trong mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của mỗi người tín hữu chúng ta hãy ý thức rằng mình là những người con của Thiên Chúa, để rồi chúng ta biết sống thế nào cho xứng đáng là Kitô hữu, sống thế nào cho xứng đáng là con của Thiên Chúa, để rồi qua cái đời sống của mỗi người chúng ta đem lại ánh sáng của Thiên Chúa cho người khác. Chính cách sống của mỗi người chúng ta là một lời tuyên xưng đức tin. Tiếp tục dần thánh lễ, mỗi người chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện.
Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần là ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa cũng ngự xuống trên mỗi người chúng ta, giống như Ngài đã ngự xuống trên mình Đức Giêsu ngày hôm nay. Chính Chúa Thánh Thần là đấng sẽ chiếu soi mỗi người chúng ta, dẫn dắt mỗi người chúng ta, tác sinh mỗi người chúng ta và biến đổi mỗi người chúng ta mỗi ngày một tốt hơn, để mỗi người chúng ta sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Amen.